Xin chào quý phụ huynh và các bạn ATY ơi. Hiện tại chương trình Bootcamp Kids đã chính thức bắt đầu diễn ra và các bạn đang tập trung ở sân trường. Vậy thì chúng ta hãy cùng phỏng vấn các bạn nhỏ xem các bạn có cảm xúc gì trong ngày huấn luyện đầu tiên nhé. Xin chào các quý phụ huynh, con tên là Huỳnh Thị Thắng. Hiện tại con đang có mặt tại Bootcamp Kids. Tâm trạng của con rất là vui và cảm ơn ba mẹ rất là nhiều vì đã cho con được qua Bootcamp Kids. Có nhóm mới đầu các bạn chỉ nghĩ rằng mình làm khoảng 1 phút. Rồi sau đó các bạn thấy là 58 giây đúng không ạ? Và các bạn tiếp tục, các bạn càng ngày các bạn càng rút ngắn xuống. 45 giây, 47 giây, rồi 42 giây, 37 giây, 36 giây. Tính cái khu vực rửa xà bông thì tất cả các con làm cho cô Lan Anh một nhiệm vụ, đó là mình lấy cái muỗng, bạn nào bị đen muỗng đúng không? Mình lấy cái muỗng mình quét sạch tất cả những đồ ăn thừa bỏ vào một cái thau. Như vậy các bạn cứ nhớ làm sao cho mặt nào mà có ăn như vậy mình xoay ba vòng. Được chưa? Trong mình già chứ còn lấy ba vòng nữa, đủ ba vòng qua bên đây mình xoay ba vòng. Break one, break one.
Wow.